Và hai, và lại là mình đây, Lê Vinny Gamer. Giờ clip thứ hai này á, mình sẽ chỉ các bạn cách để đổi lấy viên ngọc á, cách lấy viên ngọc và để lấy viên ngọc đó để đổi cho để đổi những cái item xịn nha các bạn. Đó, item thuộc xịn luôn á. Đó. Cái điều đầu tiên á là các bạn kiếm một con thủy quái ở ngoài biển á. Các bạn kiếm một con thủy quái ngoài biển. Đó. Kiếm một con thủy quái ngoài biển, bờ ngoài biển. Xong kêu nó. Đó, nó sẽ ngẫu nhiên rớt cho bạn cái key. Đó, nó sẽ ghi là cái gì mà cái chữ, cái dòng chữ màu vàng gì đó là nó rớt key ra. Đó. Xong hoặc là cái cách thứ hai, cái cách thứ nhất nha, cách thứ hai là bạn lượm mấy cái chest này nè. Mấy cái chest này nè các bạn. Đó, bạn lượm mấy cái chest này nè. Đó, chest nào cũng được, chest vàng hay chest bạc gì, chest kim cương gì cũng được đó. Bạn lượm xong rồi, nếu mà bạn hên á nó sẽ cũng sẽ rớt ra cái cây cho bạn đó. Và khi có cây bạn làm gì? Bạn đi đánh thằng đầu đen. Mà nhớ mấy bạn mới qua yếu thì nhớ nhờ các bạn trong server này giúp nha. Đó, giúp kêu đầu đen. Ủa, cái gì đây? Cái gì đây? What? Cái gì đây? Wow! 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 Vãi thật. Rớt trái nữa chứ. Rồi, khi bạn kêu đầu đen á, kêu rau đen á, nó chắc khi bạn giết được rau đen bạn chắc chắn sẽ được một viên ngọc. Viên ngọc đó nó ghi là cái cục re gì đó các bạn, cái cục re gì á đó, cái cục màu tròn tròn á, tròn như quả cầu Dragon Ball đó. Đó, khi bạn kêu nó xong là một á là bạn coi bên này nè. Rồi đó, bạn tìm thằng này nè. Đó, bạn nhìn vô cái bạn Ranky sai bông này đó, bạn nhìn vô cái thằng sai bông này. Đó, bạn cầm viên ngọc. Bạn đục vô cái mặt nó. Và nó sẽ đổi cho bạn, nó sẽ cho bạn nó sẽ lấy viên ngọc của bạn và nó sẽ đưa cho bạn cái thuyền Sunny, cái tàu của Luffy đó các bạn. Đó, cái tàu Luffy đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bạn đó là cái item đầu tiên, đó. Ok. Cái item thứ hai á là bạn lên đây nè. À, cái cục re chứ lộn, nhầm. Review về cục re nhầm. Đó, review cục re để làm gì? Nhầm. Đó, xong bạn cầm cục re nè. Bạn đổi ở đây nè. Bạn cầm cục re. Bạn qua thằng Sabi này nè. Đó. Bạn lấy cục ngọc, bạn đập vô, bạn đục vô cái mặt nó luôn. Như vậy nè, đó. Cầm cái cục đó đục vô xong rồi. Nó sẽ đây mình học rồi đó, nó sẽ đưa cho bạn một cái skill melee mới tên là đó, the Dragon Claw đó các bạn. Đó đó các bạn. Đó, đó là cái skill nè các bạn, cái Dragon Claw này nè, đó. Chết rồi, mình lấy luôn rồi. No. Kệ đi. Rồi. Cái thứ hai á, cái thứ ba là khi bạn cầm cục re. Cầm cục re. Đó, bạn ra bạn đục vô cái thằng đang chơi tính nè các bạn. Đó, nó đang chơi tính nè, đó, cái mặt nó bự không? Cái mặt nó bự quá. Đó. Xong rồi bạn cầm cái cục re đó mình để vô thằng này. Rồi, là nó sẽ đổi cho bạn tộc ngẫu nhiên nha các bạn, cái tộc á như mình là mình đang tộc thiên thần có cánh nè. Đó, bạn này là tộc người cá nè các bạn. Đó. Còn cái tộc thứ ba là tộc thỏ nha các bạn, tộc thứ ba là tộc thỏ nè. Đó, cái tộc thỏ tay nè. Và cái tộc cùa nhất là cái tộc thứ 4 là cái tộc hu mình nha các bạn. Bạn nào mà đổi ra cái tộc hu mình là xui lắm luôn á. Là xui, đừng hỏi tại sao nha các bạn. Đó, cái cục đó. Xong cái cục đó để làm cái cục đó đổi đây nữa các bạn. Xong rồi cái chỗ thứ 4 để đổi cái cục đó là ở đây nè các bạn. Đây. Nhưng cái chỗ cái đổi chỗ này là mình thích nhất các bạn, cái chỗ ông này, cái cầu này các bạn. Đó, ở cái cầu nè. Đó, ở cái cầu nè. Đó, ông nhìn ra biển đó. Bạn cầm cục bạn đổi ra ông này mà là khi bạn đổi trong này á là bạn sẽ được reset điểm ta này luôn nha các bạn. Chứ này mình đúng thích luôn á, tại vì một cái reset ta tốn tới 275 robux tương đương với 20.000 nha các bạn.
Đó, gần 20.000. Đó, khi bạn đổi này là bạn không còn tốn 20.000 nữa, bạn được đổi điểm miễn phí luôn. Đó. Rồi. Để mình reset về. Cho mình reset về. Rồi, cái chỗ mà để bạn đổi cục re cuối cùng á là ở đây. Ủa, cái đảo đó xa lắm các bạn ơi. Cái đảo đó xa lắm á. Đó. Đổi cục re. Đâu rồi? Ê, xa đó nha, hơi xa đó. Đó, xa đó. Rồi. Nè các bạn, cái tàu Sunny nè các bạn. Đó. Cái tàu Sunny kia bạn đổi lên nè, đó các bạn thấy đẹp không? Quá là đẹp luôn, ngầu nữa. Đó. Rồi khi các bạn có lấy cục rare rồi á, cái cuối cùng các bạn đổi là đâu rồi? Cái đảo workshop đó các bạn. Cái đảo mà cái đảo workshop nhỏ 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 đâu bên này nè. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Ôi, cái đảo nó lặn luôn rồi sao các bạn? Thấy mình nó lặn rồi. Đâu rồi? Đâu rồi ta? Úi trời ơi. Nó nằm ở hướng nào mình cũng quên rồi các bạn à. Đâu rồi? À, đây 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 cái đảo này rồi các bạn. Đó, cái đảo này nè. Đây cái đảo này. Đó. Các bạn lấy cái thuyền Sunny. Xong bạn ra cái đảo này nè. Cái đảo này, cái đảo này, cái đảo này. Đâu rồi? Cái đảo này đó các bạn đó. Các bạn ra đảo này nè. Bạn cầm cục ngọc. Bạn đục vô cái mặt của thằng Usopp này. Thì nó sẽ rớt cho các bạn cái kabucha nha các bạn. Cái cây ná. Cây ná mà phiên bản nâng cấp. Cái ná phiên bản nâng cấp hơi bị xịn luôn. Đó. Nước mắt gân là hơi mạnh luôn nha bạn, đồ legendary luôn đó. Đó là những gì đó là những gì cục re có thể đổi ra được nha các bạn. Rồi. Clip chắc đến đây cũng hết nha các bạn. Hẹn gặp lại. Nếu các bạn yêu thích mình á, các bạn hãy nhấn like và subscribe để mình có động lực để làm tiếp nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye.